Hello, xin chào anh em. Mình là Minh Khang, đến từ Coi 68. Thì trong ngày hôm nay, mình sẽ cùng anh em đồng hành qua một cái lời hứa của mình trước đây, cách đây khoảng một tuần gì đó. Nhưng mà tại vì mình hơi bận nên hôm nay mình mới thực hiện được cái lời hứa của mình. Đó chính là mình sẽ làm một cái video để gửi đến cho anh em một đồng coin mà mình nghĩ rằng là không chỉ riêng cá nhân mình mà rất là đông đảo cộng đồng anh em đã tham gia vào thị trường tiền mã hóa đều biết đồng coin này và đặt niềm tin rất là nhiều về đồng coin này. Mà mình vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa đâu, tại vì những cái thông tin mình chia sẻ trong video ngày hôm nay thì nó cũng khá là dài ấy, nên chúng ta sẽ cùng tiến ngay vào video thôi. Thì đồng coin đó chính là gì? Đây chính là Cardano ADA ha anh em. Thì đầu tiên á, mình muốn khái quát và tổng quát lại cho anh em về những cái bước phát triển của Cardano, nó phát triển như thế nào ha. Thì cái đồng ADA này á thì nó được chia ra làm 5 giai đoạn trong cái roadmap của nó. Vì hiện tại á, chúng ta đang đi đến giai đoạn thứ 3, đó chính là giai đoạn Gurgling. Thì để mình khái quát lại cho anh em ha, thì vào cái giai đoạn Byron, cái giai đoạn thứ nhất này á, thì Cardano chủ yếu là họ đặt một cái viên gạch đầu tiên, một cái nền móng để cho đồng ADA có thể được giao dịch được và có thể được staking. Và sau đó chúng ta đi đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn Shelley. Thì trong cái giai đoạn này á, thì những cái nhà đầu tư của ADA họ có thể là tham gia staking ADA được rồi đó, và dành cho các nhà đầu tư tổ chức luôn đó. Thì hai cái giai đoạn này á, thì chúng ta đã đi qua rồi. Hiện tại chúng ta đang đi đến giai đoạn Gurgling, là giai đoạn mà mình nghĩ là một cái cột mốc quan trọng nhất để mở ra một cái kỷ nguyên phát triển mới cho ADA. Và cái giai đoạn này á, thì ADA sẽ cho ra smart contract anh em, để chúng ta có thể có nhiều cái DApp, có nhiều cái ứng dụng hơn được xây dựng trên cái nền tảng của Cardano, để từ đó phát triển hơn nữa và đi sâu hơn. Khi mà xong cái giai đoạn này rồi á, thì chúng ta sẽ đến giai đoạn là Basal. Thì cái giai đoạn này á, thì bên phía Cardano họ thông báo rằng là khi mà đi đến cái giai đoạn này thì họ sẽ triển khai những cái mạng lưới sidechain cũng như là cái cơ chế sharding để có thể mở rộng ra hơn được cái mạng lưới của họ, tăng tính bảo mật hơn, mở rộng dung lượng hơn mà không hề ảnh hưởng đến cái sự bảo mật và an toàn của người dùng ha. Và khi chúng ta đi đến cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn Voltaire này á, thì đây là một cái giai đoạn mà có thể biến Cardano trở thành một cái gì đó mà nó phi tập trung thật sự anh em. Tại vì á, cái giai đoạn cuối cùng này á, là nó đi đến một cái bước là những cái người mà nắm giữ Cardano, những cộng đồng nhà đầu tư, bất kỳ ai nắm giữ ADA đều có thể bỏ phiếu để có thể vote cho những cái cơ chế quản trị ở trong cái nền tảng này. Thì đây là câu chuyện của tương lai mà thôi, mà hiện tại chúng ta đã dừng đến cái giai đoạn Gurgling, là giai đoạn triển khai smart contract để có thể có những cái DApp, có những cái ứng dụng được đi trên Cardano ha. Vậy thì cái câu chuyện nó đang diễn biến như thế nào và cái góc nhìn của mình về phía cái đồng ADA này nó như thế nào, thì ở đây mình có thiết lập sẵn một cái mind map tổng quan để cho anh em có thể dễ dàng hình dung ha. Ok, để mình thu nhỏ nó lại đây, tại vì cái này nó cũng hơi dài đó anh em, nên khi mình diễn giải tới đâu mình sẽ đi từng phần để cho anh em nắm rõ ha. Vậy thì chúng ta hãy quay lại một cái câu chuyện trước đây rằng á, là Cardano là một cái nền tảng mà dường như là đời đầu luôn. Tại vì bất kỳ anh em nào tham gia thị trường tiền mã hóa từ năm 2015, 16, 17 thì vào cái thời điểm đó thì chúng ta có gì? Chúng ta có Ethereum, chúng ta có Bitcoin, chúng ta có Cardano, chúng ta có XRP, chúng ta có EOS, đúng không? Đó là những cái nền tảng mà nó đã xuất hiện khá là lâu rồi. Và cho đến thời điểm hiện tại á, thì mình nghĩ rằng là Cardano nó đã đi đến một cái bước dường như là đã sắp là hoàn thiện rồi, và bây giờ Cardano vẫn đang triển khai một cách nó rất là tích cực. Mặc dù trước đây á, thì mình hiểu cái tâm lý của rất nhiều anh em rằng là tại sao có những cái sự đồn thổi về cái vấn đề mà Cardano lại phát triển quá là chậm như vậy, đúng không? Mặc dù những cái đối thủ khác như là Ethereum nè, đó một cái đối trọng chính của Cardano mà anh em hay thường xuyên ví von rằng là Cardano sẽ là kẻ giết Ethereum, hai ông này sẽ luôn luôn đấu với nhau, nhưng mà đây là một cuộc chiến không có cân tài cân sức, tại vì trong khi về phía Ethereum họ đã phát triển quá là mạnh rồi, còn Cardano thì cứ trì trệ, cứ như một cái chú rùa mà bò từ từ như vậy đó. Thì trong ngày hôm nay, trong cái video này, mình sẽ lý giải tại sao cái câu chuyện đằng sau Cardano họ là như vậy. Và cái câu chuyện này á, là không phải là đột nhiên mình nghĩ ra đâu, mà mình đã mất khoảng là tầm từ 2 tới 3 tuần để mà mình tìm những cái dữ liệu về Cardano. Tại vì mình cũng chia sẻ thật lòng đến cho anh em á, là bản thân mình trước đây khi mình đầu tư vào thị trường tiền mã hóa đó, thì nói về cái đồng ADA này thì mình phải thừa nhận rằng ngay chính lúc đó mình cũng đã từng ghét, rất ghét ADA.
Đó, tại vì sao? Tại vì với một người mới bước chân vào thị trường tiền mã hóa mà anh em, thì khi mà mình cảm thấy như các đối thủ khác họ phát triển cách không ngừng, nhưng mà ADA nó cứ như vậy hoài. Nhưng mà đến hiện tại là mình đã thừa nhận rằng là đó chính là một cái sai lầm của mình, khi mà mình không có một cái nhìn, một cái sự phân tích rõ nét cũng như là một cái nhìn tổng quan hơn về cái đồng ADA này ha. Thì cũng là một cái cơ duyên thôi. Bằng cái việc mà nhận ra sai lầm đó, mình tìm hiểu kỹ hơn và mình sâu kết những cái sự kiện liên chuỗi lại để mình chia sẻ đến cho anh em, thì chúng ta mới có những cái buổi gặp mặt ngày hôm nay, đúng không? Đầu tiên đó thì ok, thì đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó, thì vào ngày 20 tháng 9 đó, thì Charles Hodgkinson, ông là CEO của Cardano đó, thì ông có chia sẻ rằng là sao? Ông có chia sẻ rằng là cái thị trường DeFi của chúng ta đó anh em, thì nó đang ở trong một cái tình trạng bong bóng, và nó có thể nó xì bất cứ lúc nào, nó có thể nó phát nổ bất cứ lúc nào ha. Thì á, ông nói rằng á, là cái thị trường DeFi của chúng ta hiện bây giờ nó đã đang quá là nóng rồi, và đã xuất hiện bong bóng tài chính DeFi ở đây, và cái việc mà bong bóng DeFi sẽ vỡ nó chỉ là chuyện sớm muộn trong tương lai gần mà thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là thị trường DeFi sẽ kết thúc, mà sẽ có một cái gì đó sẽ thay thế cái thị trường DeFi hiện tại đó. Thì khi mà vào cái thời điểm đó thì rất nhiều cái luồng ý kiến tranh cãi xung quanh cái vấn đề này. Nhưng mà chúng ta hãy lật lại cái câu chuyện vào tháng 5 đi, thì chúng ta có một gương mặt khác, đó chính là anh Vitalik Buterin, là CEO CEO là đồng sáng lập của Ethereum ha anh em. Thì á, anh cũng đã nói rằng là thị trường tiền mã hóa của chúng ta cũng đang trong ở tình trạng bong bóng, nhưng mà cái góc nhìn của anh cũng như cái phát biểu của anh đó thì nó rộng hơn Charles Hodgkinson. Charles Hodgkinson chỉ nói là ở thị trường DeFi mà thôi, còn Vitalik Buterin anh đã nói là toàn bộ thị trường luôn. Đó, thì cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta nó đã chứng kiến những cái đợt mà vỡ bong bóng rất là nhiều lần rồi, và cụ thể ở đây chính là 3 lần vỡ bong bóng anh em. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì anh cảm thấy là thị trường của chúng ta nó đã trưởng thành hơn rồi, và nó đã được tiếp nhận rộng rãi hơn. Vì thế nên chúng ta sẽ còn có nhiều cái cơ hội ở trong cái thị trường này vào thời điểm hiện tại. Nhưng cái việc mà bong bóng nó sẽ vỡ là cái điều tất nhiên ha. Thì á, trước khi chúng ta nói đến những cái mâu thuẫn bởi những cái tuyên bố của Charles Hodgkinson cũng như là Vitalik Buterin, thì mình sẽ giải thích ở phần phía sau. Tại vì nếu mà anh em có thể thấy á, thì ở đây mình chia ra ha, mình chia ra giữa hai mảng đối lập ở đây này đó, và bên đây tí hồi mình sẽ giải thích sau về tại sao mà nó lại có một cái sự mâu thuẫn như vậy, trong khi Cardano đang tiến tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn Gauguin để có thể mà triển khai cái DApp cũng như là tấn công vào thị trường DeFi. Mà tại sao á CEO là ông Hodgkinson á, ông lại tuyên bố rằng là bong bóng DeFi sẽ vỡ? Vậy thì cái sự mâu thuẫn đó nó sẽ được lý giải như thế nào, thì anh em đợi nha. Rồi, chúng ta sẽ tiến đến một cái nguyên do tiếp theo, đó chính là sao? Chính là hiện tại cái thị trường DeFi của chúng ta á, mặc dù nó có nhiều cái cải tiến, nó có nhiều cái chức năng để có thể mà nâng cấp hơn những cái lợi ích người dùng so với thị trường tài chính truyền thống trước đây ha anh em, nhưng mà chúng ta vẫn luôn tồn động những cái vấn đề, những cái rào cản nhất định ở trong cái thị trường DeFi này. Thì cái vấn đề đầu tiên mình muốn đề cập đó chính là cái việc mà các vụ tấn công mạng lưới, những vụ hack nó xảy ra rất là thường xuyên. Và nếu anh em nào mà để ý á, thì chúng ta có một cái làn sóng Binance Smart Chain vào khoảng là quý 1 năm 2021 đó, thì lúc đó BSC dường như là cái sự phát triển của BSC rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại đi, vào thời điểm đó thì đồng nghĩa với việc là BSC phải gánh chịu rất nhiều những đợt hack, và dường như là lúc đó là anh em có thể thấy rằng là mỗi ngày một vụ hack trên BSC luôn đó. Cứ nền tảng này được build trên BSC là sẽ xảy ra hack, và cái việc đó nó xảy ra liên tục như vậy, thì nó đã cho chúng ta thấy được rằng là sao, là đây là một cái lỗ hổng rất là lớn đối với thị trường DeFi, đúng không? Và cái sự kiện mới đây nhất đó thì mình cũng đã liệt kê cho anh em rồi, đó chính là cái sự kiện của Phi Network, đó là cái đồng FNT đó, thì nó đã bị hack, và cái đồng này nó được build trên BSC thì nó mất tới khoảng là 277 BTC, một con số rất là lớn ha. Và không những về BSC đâu, mà chúng ta còn có những cái hệ sinh thái khác phát triển rất là mạnh trong DeFi, và dường như là những người đứng đầu ở trong cái lĩnh vực DeFi này, như là về Ethereum và Polygon và ngay cả Solana nữa anh em. Một nền tảng Solana nó mạnh như vậy đó, nhưng mà dạo gần đây thì cũng có những cái chớm nở những cái vụ hack như vậy, và điển hình là nền tảng Solana ha anh em. Và một cái nền tảng, một cái giao thức mà mình nghĩ rằng là nó đã gây một cái cú bom, một cái sự chấn động hack ở trong cái lĩnh vực DeFi này, đó chính là Polynetwork. Thì đây là một cái tên mà mình nghĩ rằng anh em cũng khá là quen thuộc rồi, tại vì là đây là cái sự kiện mà có thể là gây
tranh cãi nhất, và cái tổn thất của cái sự việc này nó rất là lớn, và nó lớn nhất trong lịch sử luôn. Thì ở đây mình có một cái thông tin đây, anh em có thể thấy không, một cái thông tin của những cái vụ hack lớn nhất trong lịch sử thì chúng ta đã phải gánh chịu vào ngày 10 tháng 8 là cái Poly Network này đã tổn thất đến 611 triệu USD nha anh em. Và cái nền tảng Poly Network này nó đã gây tổn thất tới những cái chain khác, như là cũng bao gồm Ethereum, cũng là BSC và Polygon nha anh em. Đó, vậy thì những cái vụ hack này nó xảy ra liên tục thường xuyên như vậy, và nó ảnh hưởng đến câu chuyện pháp lý ra sao, đó là một cái vấn đề tiếp theo. Thì ở đây mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi đó, tức là về cái nền tảng Lopez Miso này, đây là một nền tảng của Sushi ha. Khi mà nó bị tấn công, nó bị hack như vậy và nó bị tổn thất như vậy, thì bên phía nền tảng Sushi đó thì họ phản ứng ra sao? Thì họ nói rằng là ok, nếu mà anh không trả lại tiền thì tôi sẽ đi nói cho FBI, tôi sẽ lôi FBI vào cuộc để có thể giải quyết vấn đề này. Cùng với đó là cái sự kiện mới đây mà mình nghĩ rằng nó cũng là một cái sự kiện quan trọng, đó chính là về việc Compound.com, là một cái nền tảng dường như là một trong những cái nền tảng hàng đầu của bên phía Ethereum ha anh em. Thì á, do một cái lỗ hổng của đồng hồ phát triển họ viết code đó, nên là cái vấn đề mà xảy ra trả thưởng cho người dùng nó bị thất thoát, nó bị một số lỗi đó. Thì á, cái người đứng đầu Compound này á cũng đã nói rằng là tôi sẽ báo lên sở thuế vụ của Mỹ là IRS ha, nếu mà những user đó không trả lại tiền do cái việc trả thưởng đó, bởi cái sự mà cái việc mà chúng tôi đã vô tình tạo ra cái lỗ hổng đó, viết code sai đó, thì chúng tôi sẽ báo lên sở thuế vụ Mỹ. Thì tại sao mình lại đem hai cái sự kiện này làm những cái đại diện để cho anh em có thể hình dung được? Đó chính là vì sao? Đó chính là vì thị trường DeFi của chúng ta là một thị trường phi tập trung, đúng không? Không có liên quan nhiều đến vấn đề pháp lý, cũng như là không có liên quan nhiều đến vấn đề các cơ quan chức năng quản lý, các quy định pháp lý, vân 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 vân. Vì chúng ta đang định dạng của chúng ta rằng là sao? Chúng ta định dạng của chúng ta là chúng ta tiến đến một thị trường phi tập trung, khác với một thị trường tài chính truyền thống, nên vì thế tách biệt hoàn toàn với những cái rào cản pháp lý đó. Nhưng mà tại sao khi mà xảy ra sự cố, khi mà xảy ra những cái tranh chấp, khi mà xảy ra những cái vụ hack như vậy thì lại lôi chính quyền vào? Đó, và điều đó đã vô tình tạo nên một cái cầu nối, mà cầu nối này mình để cho ở trong ngoặc kép nha. Đó, một cái lý do, một cái nguyên cớ để cho những cơ quan pháp lý, để cho chính phủ họ can thiệp vào. Và đây, chúng ta tiến đến một câu chuyện pháp lý. Đó, vì những cái này nè đó anh em, nên là anh em thấy rằng là SEC và chính phủ Hoa Kỳ họ đã vào cuộc như thế nào. Thì ở đây đó, thì cái câu chuyện pháp lý rằng là sao? Là SEC thì anh em thấy rằng là dạo gần đây á, cái sự quản lý của SEC nó ngày càng nó tăng, nó đột biến, và nó ngày càng, mình cảm thấy là ngày càng nó gắt gao hơn trước rất là nhiều. Trước đây á, nếu như chúng ta có một cái diễn biến pháp lý giữa SEC và Ripple XRP mà mình đã làm một cái video đợt trước đến cho anh em rồi, thì nếu anh em nào mà chưa nắm kỹ hoặc là muốn tổng quan lại kiến thức thì anh em có thể xem video đó nha. Đó, và tiếp theo là sàn Coinbase, đó là về cái sản phẩm mà Coinbase mà muốn tung ra một cái sản phẩm là cho vay tiền mã hóa đó, thì cũng bị rào cản bởi SEC. Và tiếp theo là Uniswap DeFi cũng bị SEC điều tra rằng là ok, ông là sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất đúng không? Vậy thì ông đã cho giao dịch và phát hành những token mang cái khái niệm, mang cái ý nghĩa là chứng khoán, vì vậy cũng bị SEC lôi vào luôn. Đó, và SEC cũng nói rằng là chúng tôi sẽ thắt chặt cái vấn đề mà điều tra về những cái vấn đề pháp lý về stablecoin, như là về USDT nè anh em, đó, USDC, đó, tất cả nằm trong phạm vi stablecoin. Và cùng với đó là nhiều nền tảng khác nữa. Và cái sự kiện điển hình mới đây đó, thì anh em thấy rằng là chúng ta có một cái hội nghị mà tổ chức tại Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái diễn giả tại hội nghị đó là những người đều có tiếng tăm ở trong thị trường crypto cả, như là Gavin Wood của Polkadot, hoặc là những CEO đến từ những nền tảng DeFi như là Synthetix nè, Terra Luna nè đó. Tất cả những cái người đó họ đều có trong cái hội nghị đó. Nhưng mà trước khi mà họ lên họ diễn giải, họ thuyết trình đó, thì tự nhiên SEC lại lên đưa cho họ những cái track hầu tòa đó. Thì anh em thấy rằng là sao? Thấy rằng là vì những cái nguyên do như thế này đó, nên mới tạo điều kiện cho SEC có thể bước vào, đúng không, có thể dựa vào những cái nguyên cớ đó để mà xâm nhập sâu hơn vào cái
thị trường tiền mã hóa của chúng ta, và nhất là ở lĩnh vực DeFi nữa. Và điều đó nó thể hiện rằng là sao? Nó thể hiện rằng cho mình thấy rằng là cái câu chuyện mà trước đây đó SEC đã làm với XRP, cái sự kiện nó pháp lý nó dai dẳng như vậy, thì XRP hay là Coinbase chỉ là những cái đại diện, những cái gương mặt mà để cho SEC có thể mà khẳng định rằng đó là trước khi mà tôi nhúng tay một cách triệt để vào thị trường tiền mã hóa, thì đây giống như là những cái con cờ mà chúng tôi muốn cảnh báo những cái nền tảng còn lại như vậy đó anh em. Đó thì anh em có thể hình dung được một cái câu chuyện như vậy hay không? Và không chỉ riêng SEC đâu, mà chính phủ Hoa Kỳ dạo gần đây đó, họ cũng đã có những cái đòn tấn công nó rất là vồ vập đối với thị trường tiền mã hóa, khi mà họ đưa ra rất nhiều các dự luật, như là chúng ta có thể thấy được rằng là dự luật cơ sở hạ tầng mà mình cũng đã chia sẻ trong một video trước đây, rằng á là cái dự luật này á nó bao gồm cái khái niệm thị trường tiền mã hóa, các nhà đầu tư, các nhà khai thác nốt và vận hành đó nó bao gồm tất cả tật trong đó, nó rất là rộng và nó ảnh hưởng một cách nó rất là nhiều đối với những cái người đang tham gia vào thị trường. Thì không chỉ riêng cái dự luật cơ sở hạ tầng này đâu, mà sau này đó chính phủ Hoa Kỳ họ còn đưa ra những cái dự luật như là dự luật điều chỉnh ngân sách để có thể bổ trợ cho cái dự luật cơ sở hạ tầng này. Và dự luật điều chỉnh ngân sách này do Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra nha anh em. Và sau đó nữa họ lại đưa ra những cái vấn đề khác như là về dự luật quốc phòng mà cũng có điều khoản của tiền mã hóa nữa đó. Và cái trạng thái mới đây đến từ Fed đó, thì họ cho rằng là họ không có ý định cấm Bitcoin, nhưng mà cái vấn đề cái lĩnh vực stablecoin thì họ sẽ phải quản lý vấn đề đó. Đó. Vậy thì những cái lý do, những cái câu chuyện mà mình vừa đưa ở bên cái phần này đến cho anh em, nó có những cái tác động nào và nó có những cái sợi dây liên kết nào đối với cái tâm điểm của chúng ta ngày hôm nay là Cardano hay không? Vậy thì anh em cùng đi tiếp với mình nha. Đây. Đầu tiên đó thì như ở đầu video mình có nói đó, là bên phía Charles Hutchinson là CEO của Cardano, thì ông nói rằng là DeFi đang ở trạng thái bong bóng đó, và khi mà bong bóng nó vỡ rồi thì đó không phải là dấu chấm hết, mà đó sẽ là một cái sự mở đầu của một cái kỷ nguyên mới, sẽ có một cái gì đó của DeFi sẽ thay thế cho cái cũ, và đây chính là thế hệ DeFi mới. Thì cái thế hệ DeFi mới này được Charles Hutchinson nhắc rất là nhiều trong những cái buổi phỏng vấn của ông đó, hoặc những cái buổi mà trình bày của ông, những cái buổi mà giao tiếp trực tiếp đối với cộng đồng hoặc là đối với những cái dự án khác, thì ông liên tục đề cập đến cái vấn đề DeFi mới này. Thì ở đây mình có diễn giải cho anh em á, thì trong cái thuật ngữ DeFi thế hệ mới của Charles Hutchinson ông đưa ra đó, thì ông đưa ra như sau nè. Ông nói rằng là Cardano DeFi phải được xây dựng, phải được cần quản trị, phải cần được chứng nhận, cần được tất cả những cái thứ khác để có thể mang đến một cái sự bùng nổ cho cái làn sóng DeFi mới này. Và cái điều này đó ông nhắm đến là do sao? Là do Cardano hiện tại đã triển khai được smart contract, và cụ thể là Manet Alonso rồi. Và hiện tại đó Cardano họ đang phát triển một cách rất là nhanh, và dường như là nó khác xa bộ mặt hoàn toàn với trước đây, mà cái bộ mặt trì trệ của họ vậy. Thì cái thuật ngữ DeFi thế hệ mới này được Charles Hutchinson hướng đến đó. Thì cái điều mà cái bong bóng DeFi sẽ vỡ như đó, thì ở đây chúng ta có thể tạm hiểu rằng là cái bong bóng DeFi mà Charles Hutchinson nói là có thể là những cái nền tảng DeFi đang được xây dựng vào thời điểm hiện tại nè anh em, nó đang phải chịu tất cả những cái yếu tố lỗ hổng như thế này đó, và trước sau gì thì nó cũng sẽ phải cần có một cái sự thay thế, nó bảo mật hơn, nó an toàn hơn, nó cấp tiến hơn. Và đó chính là thế hệ DeFi mới được Charles Hutchinson nhắc đến. Và đặc biệt hơn, thế hệ DeFi mới này là một cái cột mốc, một cái thành tựu mà Cardano đang cực lực để xây dựng, để có thể hoàn thiện cái này nha anh em. Đó, vậy thì anh em đã hình dung rõ hơn về cái quan điểm của Charles Hutchinson khi mà đưa ra rằng là DeFi như một bong bóng, và nó sẽ nổ một cách sớm hay muộn gì trong tương lai gần chưa. Đó. Vậy thì sao? Vậy thì chúng ta hãy đi đến với những cái gì mà Cardano đang xây dựng vào thời điểm hiện tại đi. Thì dựa vào cái nền tổng quan này, ông muốn đề cập đến thế hệ DeFi mới này, thì chúng ta thấy là trong năm 2021 đó, Cardano đã thể hiện một cái bước đột phá nó cực kỳ mãnh liệt. Và mình cho rằng là nền tảng Cardano họ đã bước sang một cái trang mới. Họ rũ bỏ đi cái lớp áo
trì trệ của mình, cái lớp áo chậm chạp của mình trước đây nữa. Và cái điều này nó thực sự khiến cho cộng đồng của Cardano thực sự phấn khích nha. Đó thì vào trong hai năm, vào trong năm 2021 này á, thì anh em đã thấy rằng là đầu tiên chúng ta có Hartford của bản Mary để hỗ trợ cho smart contract có thể tạo coin mới được trên Cardano đó. Thì cái Hartford Mary này nó đã diễn ra vào ngày 2 tháng 3 rồi. Sau đó tiếp đến ngày 17 tháng 4 thì chúng ta có một cái stablecoin lần đầu tiên được xây dựng, được xuất hiện trên Cardano, đó chính là stablecoin HUSD ha. Và sau đó đó Cardano cũng đã thông báo rằng là sẽ hỗ trợ những token ERC20, tức là những token của Ethereum trên chính blockchain Cardano. Và đây chỉ mới là bản testnet thôi nha anh em. Và cái sự kiện tâm điểm của chúng ta vào tháng trước đó chính là Manet Alonso, một cái bước ngoặt để mở ra cho Cardano đến một cái trân trời mới, một cái bước tiến mới. Tại vì chính cái Manet Alonso này nó đã mở ra cho Cardano smart contract, một cái thuật ngữ, một cái từ ngữ mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em cũng giống như là rất nhiều người ở trong cộng đồng nhà đầu tư liên tục đề cập đến cái vấn đề này. Đã bao lâu rồi Cardano nói rằng là sẽ có smart contract nhưng mà mãi vẫn chưa ra. Thì đến thời điểm hiện tại vào ngày 13 tháng 9 thì Manet Alonso đã thực hiện được nha anh em. Đó. Và anh em thấy rằng đó là khi mà Cardano triển khai smart contract thì họ đã tấn công một cách vũ bão như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta có một tuần sau khi mà Manet Alonso họ được triển khai thì chúng ta đã có một liên danh Aztector đó được ra đời. Và cái liên danh này á, nó được thúc đẩy bởi tổ chức đứng đằng sau Cardano hợp tác với một công ty blockchain có tầm cỡ tại Trung Quốc để có thể thúc đẩy những cái vấn đề DeFi được xây dựng trên nền tảng nha. Và sau đó anh em, đây anh em thấy không, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 chỉ trong vòng 3-4 ngày thôi nhưng mà cái tốc độ phát triển của Cardano nó quá là nhanh đi. Chúng ta có gì? Chúng ta có Cardano The App Store. Đó, một cái cửa hàng ứng dụng riêng dành cho Cardano và dành cho những cái nền tảng khác họ muốn vào. Đó, chúng ta có cú bắt tay của Cardano với Chainlink về mảng Oracle để có thể thúc đẩy hơn cái nền, để có thể thúc đẩy hơn cái hệ sinh thái DeFi ở trên Cardano. Và chúng ta có luôn Layer 2. Đây, Cardano quyết định là tôi không dùng những cái layer 2 khác như là Polygon, như là Arbitrum, như là Optimism. Chúng tôi build luôn layer 2 Hydra. Đó. Và tiếp đến là chúng ta có một cái sự hậu thuẫn bởi nguồn vốn đến từ Emugle, khi mà họ đã invest, họ đã đầu tư khoảng 100 triệu đô để có thể mở rộng cái lĩnh vực DeFi ở trên Cardano nha anh em. Và tiếp theo, dường như là Cardano vẫn chưa hài lòng với cái stablecoin AUSD này, mà họ tiếp theo họ đã cho ra mắt stablecoin DeJack. Đây là một sự kết hợp của Cardano và Coty. Nếu mà anh em để ý đó, Coty đó, khi mà họ tung ra cái tin tức như thế này, hợp tác với stablecoin DeJack như thế này, thì Coty đã bay cực kỳ mạnh nha anh em. Đó. Và tiếp theo nữa thì Cardano họ kết hợp với Rival này là một cái nền tảng mà phát hành game rất là mạnh, cũng giống như là một cái nền tảng phát hành game rất là nổi tiếng ở trên thế giới, giống thì chúng ta có thể so sánh với những nền tảng như là eSports nè. Đó thì hoặc là Valve đó, thì Rival này cũng là một nền tảng có tiếng ha. Thì cũng đã bắt tay với Cardano để có thể triển khai mạnh hơn ở trong lĩnh vực NFT. Thì anh em thấy không? Chúng ta từ năm 2017 đến năm 2021, chúng ta đã mất tầm 3-4 năm rồi. Và lúc đó thì Cardano cứ trì trệ như vậy. Nhưng đó là một cái sự điên rồ của thị trường tiền mã hóa, và đó là một trong những cái kế hoạch mà mình nghĩ rằng là bài toán đánh đổi của Cardano. Tức là sao? Tức là họ không có đi theo cái xu hướng của những cái nền tảng trước đây, như là phải phát triển thật là nhanh, hoặc là họ không có đi theo cái xu hướng của những cái nền tảng hiện tại là chúng tôi cứ build thật là nhanh, đưa ra rất nhiều tin tức vượt trội, đưa ra rất nhiều cái sự hợp tác như thế này như thế kia, mà họ đã có một cái quy trình nó rất là rõ ràng, và đến thời điểm cụ thể họ sẽ triển khai nó. Đó, và cái điều này nó cho ta thấy rằng là sao? Nó cho ta thấy là một cái bức tranh hình dung tương tự mà mình muốn gửi đến cho anh em, tức là một cái ngôi nhà đó, một cái ngôi nhà chúng ta xây tầm khoảng là từ nửa năm đến một năm đi, nó sẽ là một cái ngôi nhà hoàn thiện. Nhưng mà có thể chúng ta so sánh trường hợp này với Cardano, họ muốn xây một cái ngôi nhà mà nó có thể nó bền vững, nó như một cái kiến trúc Pháp hồi xưa đó anh em, đúng không? Anh em thấy những cái kiến trúc của Pháp hồi xưa khi mà để lại cho chúng ta vào thời điểm hiện tại đó, đó là những cái kiến trúc hàng trăm năm, nó cực kỳ bền vững luôn, nó khác xa hoàn toàn với cái kiến trúc của những ngôi nhà bình thường
khi mà chúng ta xây dựng vào thời điểm hiện tại. Và dường như mình cảm thấy rằng á, là cái bức tranh đó nó hoàn toàn nó hợp lý với Cardinal. Họ đặt từ viên gạch, họ đặt từ viên gạch rất là chặt chẽ với nhau. Và đi và đến một cái thời điểm cụ thể nào đó thì những cái viên gạch đó nó sẽ phát huy được cái sự hiệu quả của nó. Và đến cái bức tranh hiện tại xa hơn, một cái bức tranh mà mình đề cập đến cho anh em là thế hệ DeFi mới. Nó là một cái thế hệ không hề có lỗ hổng. Và đó là cái điều mà Cardinal đang muốn hướng đến.